Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua BH S-Fin, một dòng xe đạp mang cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, một thương hiệu của Tây Ban Nha. Và xe thì được sử dụng bộ lốp chuyển động Shimano Tiara, đùi đĩa trục rỗng, vành Shimano R500, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Toàn bộ phần khung trước của chiếc xe là khung nhôm các bác nhé. Thương hiệu BH đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, một cái thương hiệu của Tây Ban Nha. Và model hôm nay là model F-Fin, tông màu đen đỏ rất là thể thao và kia đẹp, phun sơn các thứ thì còn tương đối là tốt các bác nhé. Màu sơn lên vẫn còn rất là bóng và rất là đẹp, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là sẽ bãi nhập khẩu về cho nên là nó sẽ xuất hiện những vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn giữ được cái độ mới và đẹp nó rất là tốt. Tất cả những chi tiết của phốt ni lông yên toàn bộ là nguyên bản nguyên zin hết các bác nhé. Phanh ba mảnh cũng là nguyên zin theo xe. Đây, và khung này được sử dụng công nghệ Hydro for Mid Technology, đó là một cái công nghệ nhôm Hydro rất là cứng, rất là cứng và rất là nhẹ, chuyên sử dụng cho những cái khung xe ô tô và mô tô thể thao ấy. Thì, chiếc xe này cũng được sử dụng công nghệ Hydro for Mid, mà khung sườn các thứ là rất là chắc chắn và rất là nhẹ. Đây nó còn những cái tem đầu xe đây. Bộ chuyển động Tiara với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa, nó sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa là FSA Omega, một dòng phụ tùng cũng rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. Đồ Tiara 10 tầng lít và vành thì được sử dụng là vành 700C Mayu 700C. Đây là dòng Shimano R500, một cái loại vành cũng rất là chất lượng của dòng Shimano các bác nhé. Vành Mayu nguyên một cặp. Thì, như các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể biết là cái dòng Shimano này không có dòng nào là bi vòng, mà tất cả đều là bi côn hết, kể cả những cái dòng cao cấp họ cũng chỉ làm bi côn thôi, nhưng mà bi côn của Shimano thì công nghệ Nhật làm rất là tốt, cực kỳ là bền. Lốp là sử dụng lốp của Victoria các bác nhé. Bản lốp là 700x23C đây. Lốp viền đỏ rất là đẹp, viền đỏ rất là hợp với cái tông màu xe này. Vi đông cũng được trang bị bộ tay lắc Tiara đây với 10 speed tương ứng với 10 lít. Ở bên này là double là hai tầng đĩa, sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Vành trước mà yêu trước cũng là Shimano R500 luôn đó nhé. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 53cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75
hợp. Bộ chuyển động full Shimano Tiagra. Chuyển động các thứ của xe này rất là mượt mà. Dòng Tiagra thì cũng là một cái dòng rất là cao cấp của Shimano về xe đua rồi. 10 lít 2 đĩa. Rất là ngon. Thì chiếc xe đang được bán lên em mức giá chỉ có là 13.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.